Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Minh Hải miền Đông tiếp tục quay trở lại để gửi tới các bạn với một câu chuyện. Cái chết đầy cay đắng chua xót cho gã chồng giả bộ bị ung thư để bỏ vợ. Và tôi mong rằng đây là một câu chuyện hay, bổ ích để gửi tới các bạn lắng nghe, chia sẻ cũng như là bình luận thư giãn trong những ngày làm việc mệt nhọc. Và tôi cũng chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều trong thời gian qua, lúc nào cũng luôn đồng hành, ủng hộ, đóng góp ý kiến cho kênh của Minh Hải miền Đông. Và sau đây tôi kính mời quý vị các bạn hãy cùng lắng nghe chi tiết về câu chuyện này. Đang mân mê cặp đùi no tròn của cô Đào Hát thì Tuấn nhận được điện thoại của một vị bác sĩ đã từng làm giả giấy xét nghiệm cho mình. Trời đất như sụp đổ ập xuống trước mặt Tuấn. Đàn ông phải có sự nghiệp làm trọng. Tuấn ý thức rất rõ điều đó, cho nên ở cái tuổi 35, khi bạn bè đã yên bề gia thất rồi mà Tuấn vẫn chưa tìm lấy nổi cho mình một mảnh tình riêng. Bởi quay đi quay lại, những cô khi xưa theo đuổi Tuấn giờ đã chẳng còn đủ sức chờ đợi nên theo chồng bỏ cuộc chơi hết cả. Mọi người thì sốt sắng, nhưng còn Tuấn thì rất là ung dung lắm. Lý do vì Tuấn thấy cuộc sống hiện tại khá ổn, có tiền, có sự nghiệp vững vàng, nhà cửa ổn định. Hàng đêm thì lên ban giải trí. Khi cần giải quyết nhu cầu thì chỉ cần đôi triệu là có ngay một em hơi hoa hậu. Đấy, tại sao phải lấy vợ làm gì? Nhưng bố mẹ Tuấn không ngày nào là không dục dã, thậm chí là khóc lóc nữa kia. Tuấn vì không muốn mang tiếng bất hiếu, không biết lo nghĩ cho cha mẹ nên đã đồng ý lấy Thu, người con gái được mai mối. Thu kém Tuấn 8 tuổi, ngoại hình chỉ ở mức ưa nhìn chứ không phải là quá quyến rũ. Mà nói thẳng ra thì Thu còn phải xách chép chạy theo mấy cô từng lên giường cùng Tuấn. Nhưng thôi, Thu cũng là hiền lành, ngoan ngoãn, đảm đang, lấy đi cho bố mẹ yên lòng cũng được. Cuộc sống sau đám cưới của vợ chồng Tuấn khá hòa hợp. Thu tuy không xinh đẹp nhưng lại rất tài giỏi. Thu đã giúp ích được rất nhiều cho sự nghiệp của Tuấn. Từ cái ghế trưởng phòng, Tuấn leo tót lên chức giám đốc kinh doanh. Rồi Thu còn mang bầu và sinh cho Tuấn một cậu con trai kháu khỉnh. Bố mẹ Tuấn mừng rơi cả nước mắt. Tất cả những điều đó đều nằm ngoài dự đoán của Tuấn. Tuy nhiên, mọi thứ có vẻ đến dễ dàng lại khiến người ta tự phụ, có phần tự huyễn hoặc bản thân. Tuấn thấy Tuấn quá tài giỏi và bản thân Tuấn phải xứng đáng với một người phụ nữ trẻ đẹp hơn Thu rất là nhiều. Hơn nữa, sau khi sinh con xong lại lo giúp việc thì nhan sắc vốn đã tầm thường của Thu lại càng xuống dốc không phanh. Nhưng trước hết, Tuấn phải nghĩ đến một cách bỏ Thu hợp tình hợp lý nhất. Làm sao mà để Tuấn không bị mang tiếng xấu bạc tình? Tuấn vò đầu bứt tai và cuối cùng cũng tìm được phương án tối ưu nhất. Chia tay đi em, anh không muốn làm khổ em nữa. Tuấn sẵn giọng. Tại sao anh nói gì vậy? Em không hiểu. Thu ấp úng. Anh rất yêu em, nhưng anh không thể làm khổ em được nữa. Anh vừa nhận được giấy xét nghiệm. Tuấn gục đầu xuống khóc nức nở. Cầm tờ giấy Tuấn đưa, mắt Thu tối sầm lại, hai chữ ung thư đập thẳng vào mắt khiến tim Thu ngừng đập. Không, em không thể bỏ anh được, hãy cho em được ở bên anh, chăm sóc anh. Thu ôm chặt Tuấn, nức nghẹn. Tuấn đẩy Thu ra, không, anh không đồng ý, chúng ta phải ly hôn ngay. Tuấn chỉ ra lá đơn ly hôn đã ký sẵn cho Thu. Tuấn còn dọa sẽ chết nếu Thu không có đồng ý.
Sự Tuấn bấn loạn làm liều mà Thu đành xuống nước thuận theo. Thu đặt bút ký nhưng trong thâm tâm vẫn nghĩ khi anh bình tĩnh trở lại sẽ tiếp tục khuyên nhủ. Còn Tuấn, Tuấn hí hửng chờ ngày được tự do bay nhảy, đang mê mẩn cặp đùi no tròn của cô Đào Hát. Tuấn nhận được điện thoại của một vị bác sĩ đã từng làm giả giấy xét nghiệm cho mình. Trời đất như sụp đổ ụp xuống trước mặt Tuấn. Căn bệnh ung thư đã di căn và Tuấn chỉ còn sống được nhiều nhất là 1 năm nữa. Tuấn cười lớn như có gì đó đầy mỉa mai, chua chát. Không ngờ kịch bản giả lại hóa thành thật. Trở về nhà, Tuấn như người mất hồn. 1 năm, sống 1 năm rồi cũng chết, mà có khi còn chết trong đau đớn. Bất giác, Tuấn vừa lấy con dao cứa mạnh vào cổ tay mình. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má nóng hổi. Lẽ nào Tuấn đang bị quả báo? Có khi nào những lời nói gở kia từ miệng Tuấn đã ám vào Tuấn và trở thành hiện thực? Tuấn lịm dần đi và trong cơn mơ, Tuấn thấy Thu hối hả gọi tên mình. Vâng, thưa cô chú anh chị cùng các bạn, đây là một câu chuyện đầy cay đắng và bi kịch cho một người đàn ông sống với mang một tính cách đạo đức giả. Anh ta lấy vợ và mang một tính cách lúc nào cũng nghĩ ăn chơi sa đọa, và anh ta muốn ly hôn vợ một cách hợp tình hợp lý để vợ không có nghi ngờ. Anh ta đã đi xét nghiệm giả mình đã bị ung thư để là chia tay, không làm khổ vợ con. Nhưng không ngờ một thời gian sau, anh ta đúng là bị ung thư thật. Đây là cái kết quá đắng cho một kẻ dám là lừa bịp vợ như thế này. Và tôi cũng mong cô chú anh chị lắng nghe câu chuyện và chia sẻ bình luận về câu chuyện này. Thưa cô chú anh chị các bạn, trong thời gian qua tôi luôn cập nhật những câu chuyện hay, nhất là trong gia đình và xã hội, và trong đó có một số câu chuyện mang một tính cách duy tâm, thì mong các bạn lắng nghe. Còn tin hay không thì trong lòng của mỗi người chúng ta có quyền bình luận và tin tưởng. Trên đời này tôi nghĩ chuyện gì cũng có thể xảy ra, và tôi cũng rất chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trước khi kết thúc câu chuyện này, tôi chúc cho mọi người luôn luôn bình an, vui khỏe và hạnh phúc. Và đến đây tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị các bạn những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào và hẹn gặp lại.